Lam Thành đem quân về trấn Lam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành bốn phương. Thank you.
mang dòng nhan thân kỳ diệu quang minh chứng đàn tiên ngã tích tăng cung già kim phụng hoàng tân cận thanh chúa tiền cùng văn sơ dâng lên thương lai văn sơ dâng lên ông về tô đốn phê biên rõ ràng phê cho như từ tràng sinh dòng nhan thập cờ diệu khai cung chiếu điện trung ngã tích tăng cúng dường kim phụng hoàng thân cận thánh chúa thiên trung lương phụng thỉnh như lai điểm khai khai thiên nhẫn điểm khai khai pháp nhẫn tuệ nhẫn nhục nhẫn thần nhẫn ngũ nhẫn chiếu quang thì suốt con lá ở vua phong
lập trình hướng đông ngôi đền thờ. Cậu bé lập trình hướng đông thánh cậu cửa suốt sân rồng tốt tươi. Tam vị chúa mường dâng văn, tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về. Nước Việt Nam có ngàn đông lộ cõi Bắc Kỳ, có chúa Tây Thiên.